Bên hành lang Quốc hội hôm qua, các đại biểu Quốc hội đã trao đổi với báo chí về những thông tin cập nhật liên quan đến việc có thi thể người Việt trong số 39 người chết trong container ở SS ngoài ô London, nước Anh. Theo đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Kè An, thì Kè An là địa phương hiện có 21 người trong diện ghi chấn mất tích liên quan đến 39 nạn nhân chết ở Anh. Hiện Công an tỉnh Kè An đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan trong đường dây này và hiện nay đang tiếp tục điều tra làm rõ. Chúng tôi phối hợp với các cơ quan ở Trung ương tập hợp danh tính, lấy ADN và vân tay của 21 người mà chúng tôi nghi vấn để phục vụ công tác giám định. Chúng tôi dựng lên các cái đối tượng nghi vấn trong các cái đường dây mà đưa người sang bên Anh trái phép. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, đoàn công tác của Bộ Công an đã sang Anh ngày 3 tháng 11, mang theo nhiều tài liệu đối chiếu để xác định danh tính nạn nhân là người Việt trong số 39 người thiệt mạng. Đã xác định nếu có người Việt Nam thì phải tập trung làm công tác bảo hộ công dân để giải quyết những hậu quả có thể xảy ra. Cái thứ ba nữa là tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm. Trước mắt là phải ngăn chặn được cái loại tội phạm này và phải cũng phối hợp với, bây giờ là cái việc này là điều tra quốc tế rồi. Đấy, phải điều tra có kết luận sớm và trần tội phạm nuôi những cái đối tượng mà có tham gia trong cái việc này để đưa xét xử. Thì hiện nay Bộ Công an đã cũng đã chỉ đạo khởi tố một số vụ án và cũng đã phát hiện xử lý bắt giữ một số các đối tượng có liên quan. Về hướng hỗ trợ gia đình các nạn nhân, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Chính phủ đã bàn bạc sau khi xác định sẽ bằng những biện pháp nhanh nhất để đưa người xấu số về nước theo đúng pháp luật Việt Nam, của Anh cũng như tập tục quốc tế.